Xin chào mọi người. Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 3545 đến chương 3547. Dương U Minh ngồi tại phía trên vương tọa bằng chân lực, đối mặt với ánh mắt của Diệp Thiên nhưng cũng không dám có chút vọng động nào. Cửu phẩm Nguyên Anh hoàn toàn chính xác đủ cường đại, nhưng thực lực này cùng thần phẩm Nguyên Anh vẫn còn có trên lịch cực lớn. Diệp Thiên thế nhưng là tồn tại có thể đánh giết thành phẩm Nguyên Anh. Hắn cùng Diệp Thiên giao thủ gần như là không có phần thắng. Nhưng giờ phút này, liên minh ngũ đại thượng tông đều ở tại đây. Dương thành vật của mình cũng hao tổn mấy trăm vị trưởng lão. Nếu như không ra tay thì hắn cái mặt mũi trưởng một dương thành vực này nên đặt vào chỗ nào được đây? Dương trưởng môn, ngươi là người mạnh nhất của liên minh ngũ đại thượng tông hiện tại còn chần chờ cái gì nữa chứ chưởng môn thiên thành quốc nhìn thấy dương u minh do dự không dám chết lúc này liền thúc giục quát lớn bởi vì một tiếng quát này tác động tới thường thế trong tạng phủ của hắn. ngăn không được hắn lại phun ra một ngụm máu tươi chưởng môn ngài đám trưởng lão đại trưởng lão hoàng tuyền của dương thần vật cũng là nhìn về phía dương u minh trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nếu như nói, trong sân bây giờ, còn ai có khả năng chiến thắng Diệp Thiên, vậy liền chỉ còn lại có Dương U Minh. Giữa ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Dương U Minh trước cục cũng từ phía trên vương tọa chân lực đứng lên, đối mặt trực diện với Diệp Thiên. Thời điểm tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ xuất thủ, hắn bỗng nhiên lại phất tay áo một cái, thanh âm ngưng trọng nói ra. Diệp Thiên, tôi không phải là đối thủ của cậu, hôm nay là ngũ đại thượng tông chúng tôi đại bại. Lời này vừa nói ra, vô luận là ngũ đại thượng tông hay là hiên vi điện, sắc bạch đều trong tức thời, cứng đờ. Dương U Minh, thế mà cả tay đều không động, liền tự động nhận thua rồi sao? Vị trưởng môn Dương Thần vực sừng bá sao ly hàng ngàn năm này, bàn tay đã từng nhuốm vô số máu tươi, từng tham gia vào hơn vạn cuộc chiến đấu lớn nhỏ, vô luận là tại Dương Thần Phật hay là tại thành địa Thái Dương đều là một đường lấy giết người để chứng đạo. Thế nhưng là hắn hôm nay vậy mà không chiến tự thua. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Dương trưởng môn, ngươi đây là có ý gì? Trưởng môn Thiên Lang nhìn về phía Dương U Minh cực kỳ khó hiểu. Tiểu tử này mặc dù lợi hại có thể đánh bại bốn người chúng ta cùng liên thủ. Nhưng người thế nhưng là cứu phẩm quy năng đó. người không nên bị khí thế lúc trước của hắn làm cho kinh sợ. Lấy tu vi của ngươi, tăng thêm bí pháp của thần địa thái dương chưa hẳn đã thu hắn sao thể trước khi chiến đã e sợ rồi thế đối với lời nói của hắn dương u minh không hề bị lay động chỉ là thở dài một hơi nhắm mắt lại diệp thiên có thể đánh giết thành phẩm nguyên anh đây là một trong những nguyên nhân để dương u minh kiên kỵ đầu tiên nhưng bằng vào điểm này hắn cũng không đến mức không chiến mà đã e sợ như thế dù sao, hắn cũng là cường giả thần điện Thái Dương, một đường chiến đấu cho đến bây giờ. Cho dù đánh không lại Diệp Thiên, nhưng bằng vào bí pháp, nhưng bằng bảo bí pháp cùng thần thông của thần điện Thái Dương, hắn cũng có lòng tin, có thể cùng Diệp Thiên quần nhau một chút. Chân chính để hắn mất đi lòng tin, động thủ là ân tình của Diệp Thiên đối với hắn. Hắn cùng Ma Nhật Lãnh, sư đồ, hai người, có thể tự tin ngân chi nhãn, rời đi. Tất cả đều là vì Diệp Thiên hắn hôm nay xuất lĩnh dương thành vực đến đây cùng tứ đại thượng tông kia kết liên minh còn một chỗ đối phó với hiên vi điện hắn vốn là trong lòng đã mang theo ý xấu hổ bây giờ diệp thiên trở về lại để cho hắn cùng diệp thiên động thủ hắn thế nào còn mặt mũi nữa đây nhìn thấy biểu lộ của dương u minh diệp thiên biết dương u minh không có ý muốn chiến lúc này hừ lạnh lên tiếng ngư ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy Nói cho ngươi biết một chút, chưa bước vào thành phẩm Nguyên Anh, ta sẽ giết ngươi như giết một con gà. Nghe được lời này, bốn vị trưởng môn đang trọng thương, sắc mặt tất cả đều thay đổi, biểu lộ âm tình bất định. Chẳng lẽ nói, tù vi dưới thành phẩm Nguyên Anh, đối với dịch thiên mà nói, đều là không có chút uy hiếp nào hay sao? Nhưng bọn hắn thật sự không hiểu, bản thể tu vi của dịch thiên chẳng qua cũng chỉ là thành phẩm Kim Đan, làm sao lại mạnh tới mức này được chứ? Giờ này khắc này, bốn vị trưởng môn đã bị Diệp Thiên đánh trọng thương. Trưởng môn Dương Thần Vực là Dương U Minh cũng mở miệng nhận thua với Diệp Thiên. Tất cả thế cục đều là nắm chắc tại Hiên Biên Điện bên này. Phong hậu tiến lên phía trước một bước đang muốn hỏi thăm Diệp Thiên. Tiếp theo nên xử trí như thế nào? Mà đúng vào lúc này Diệp Thiên lại là bàn tay khẽ nhấc lên. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đeo ông ta kéo về phía sau mà liền tại trong nháy mắt phong hậu vừa mới lui lại một đạo đao mang khổng lồ đen như mực tản ra hồng quang yêu dị lại là từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào trên thân dịch thiên diệp thiên đã cảm nhận được từ lâu chỉ trong tích tắc anh đưa tay đấm ra một quyền đánh thẳng vào đao mang sắc bén đỏ thẫm này ầm một tiếng vang trầm đục truyền ra thân hình diệp thiên khẽ lắc một cái ở trên bầu trời liên tục đạp xuống mười bước thối lui ra phía sau hơn 10 mét. Mỗi một chân rơi xuống đều là tài hư không dẫm ra một luồng sóng khí. Phong hậu trong lòng tràn đầy ngơ ngác cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ chân trời phía trước, tầng đạo ma khí hắc sát từ xung quanh hội tụ, hóa thành một biển ma khí khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Bên trong ma khí mãnh điệp, một thân ảnh tuấn mỹ gần như tà dị trồi lên Trần hắn đạp ma hải, người khoác lên giáp đầu hổ màu đen, tay cầm huyết đao ba thước, cứ như vậy từ xa xa chậm rãi trôi đến, án mắt Đan dịp Thiên khóa chặt. Không vào được thành phẩm nguyên anh, giết người như giết gà. Diệp Lăng Thiên ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn đó. Không biết ta cái thành phẩm nguyên anh này phải chăng có thể lọt vào trong mắt của ngươi hay không. Diệp Thiên thối lui đến bước thứ 10 hỗn độn chân lực trong cơ thể phun ra một cái đem kình lực còn sót lại của một đao đen đỏ kia đánh tan sau đó hai mắt anh hiếp lại nhìn về phía thân ảnh được ma hải quay chung quanh kia thiên luân trên bầu trời trước mặt ma khí cuồn cuộn dâng trào thiên luân giống như một tôn ma thần giáng lâm thế gian đồng tử hiện ra hai màu đỏ đen từ trên cao nhìn xuống dịch thiên dịp lăng thiên một tháng không gặp ta rất nhớ người đó. Chính là trong giấc mơ, ta đều muốn đem người rút gân lột da. Hắn liếm môi một cái, sát ý trong mắt không hề che giấu một chút nào. Diệp Thiên cũng không ngạc nhiên khi Thiên Luân sẽ xuất hiện. Dù sao thì Thiên Luân cũng cùng một ruột với thịnh thần địa Thái Dương. Sẽ ra tay cùng một chỗ đối phó với anh. Đây là điều anh có thể đoán trước. Nhưng để anh kinh ngạc, chính là tu vi thở khắc này của Thiên Luân là thần phẩm Nguyên Anh sao? Diệp Thiên vốn cho rằng mình tại bên trong tinh nguyên chi nhãn, từ tam phẩm Kim Đan đã tới thần phẩm Kim Đan đã coi là một loại tốc độ như bật thắt. Mà Thiên Luân lần trước cùng anh giao thủ, thực lực chẳng qua chỉ là tam phẩm Nguyên Anh. Bây giờ lại thực sự đạt tới thần phẩm Nguyên Anh. Chuyện này so với anh càng khủng bố hơn. Nhất là giờ phút này, khí tức chấn động phát ra từ trên thân Thiên Luân so với đông minh dạ Đạt tới thành phẩm nguyên anh tại tân ngân chi nhãn còn muốn mạnh hơn một bậc làm sao thế nhìn nét mặt của ngươi đối với thực lực của ta tăng lên là rất kinh ngạc hay sao thiên luân từng bước một từ hư không đi tới mỗi một bước phóng ra của hắn mà hải cũng di chuyển hướng về phía trước theo hắn có một ngũ phẩm nguyên anh của thiên lan không cẩn thận bị một tia ma khí nhiễm phải lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết một cánh tay trực tiếp bị ma khí ăn mòn thành xương trắng, huyết nhục không cách nào tái sinh, dọa đến mức hắn vội vàng tránh lui ra vài ngàn mét, không dám đến gần. Mà Thiên Luân đã đứng tại trước người Diệp Thiên, cách 100 mét. Mà Hải hắc sát đã lan tràn đến dưới chân Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn cũng không nhìn ma khí mãnh liệt dưới chân mình một chút nào, chỉ là hai đầu lông mày hiện ra một biểu lộ ý tứ sâu xa. Đích thực là hơi kinh ngạc. Đối với lão cha ma quỷ kia của người mà nói, ngươi đã là con giỏi hơn cha rồi đó. Hắn đã có thể nhắm bắt. Ừ. Thiên Luân nghe thấy anh nói như vậy, lúc này con người hắn co rút lại. Diệp Lăng Thiên, ngươi vừa nói nói cái gì? Ngươi gặp qua cha của ta rồi sao? Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, khóe miệng bỗng nhiên, câu lên một vòng cung trêu tức. Đông minh dạ nha, ta đương nhiên đã gặp qua, hắn cũng đã bị ta giết chết. Anh vừa nói, đột nhiên tiến lên phía trước một bước, mặc cho ma khí cuồn cuộn. Nhưng những chỗ anh dẫm đến lại là bị tịnh hóa ra một khu vực hình bán nguyệt, làm cho ma khí không cách nào xâm nhập. Mà ánh mắt của anh cũng tức thời trở nên dày đặc, lạnh, thấu xương. Cha ngươi đã chết, ngươi cái tộc vị đông minh cuối cùng còn sót đại này, cũng xuống dưới cùng với hắn đi. Tiếng nói của anh vừa dứt thì thiên luân phía trước sát ý trên thân hắn đột nhiên phun trào, mà hải hắc sát lập tức cuốn ngược lại, hóa thành huyết sắc vô tận. Âm thanh hét to cũng là tại lúc này truyền vang khắp thiên khung. Diệp Lăng Thiên, ta muốn đem người chém thành muôn mảnh.